Bích Phương xin kính chào quý vị hôm nay thứ Bảy ngày 25 tháng 5 2019. Đến với VTV sáng nay gồm có hai phần, phần đầu là chương trình nhạc lá bồ đề. Trong phần hai là chương trình hàng tuần của Trung tâm Truyền giáo Việt Nam. Để mở đầu, Bích Phương cứ mời quý vị theo dõi chương trình nhạc lá bồ đề. Tủ Linh xin kính chào quý vị. Kính mời quý vị đến với nhạc lá bồ đề với câu chuyện tấm vải che tự thi không có túi chuyện của đường nguyên tủ lên tấm lược và trình bày kính mời quý vị theo dõi câu chuyện về một tỷ phú lạ lùng nhất lịch sử hoa kỳ đó là một ông lão thoạt nhìn trông có vẻ nghèo khó và keo kiệt nhưng những việc ông đã làm lại trở thành tấm gương cho các nhà tỷ phú nổi tiếng nước mỹ các ông chùm kinh tế như bill gates và warren buffett đều chịu ảnh hưởng từ ông. Câu chuyện kể về một ông già người Mỹ gốc Ireland, năm nay đã ngoài 80 tuổi, hiện đang sống cùng vợ trong một căn nhà thuê không sang trọng ở thành phố San Francisco, Hoa Kỳ. Ông chưa từng mua qua quần áo hàng hiệu, cặp mắt kính, đeo rất cũ kỳ, đồng hồ đeo tay cũng lỗi thời. Ông không thích món ăn ngon, món ăn ưa thích nhất là bánh mì sandwich và sữa nóng ông cũng không có xe hơi riêng phương tiện đi lại chủ yếu của ông là xe bus túi sách mà ông thường dùng để đi làm là chiếc kẹp bằng ni lông đã cũ kỹ mặt khác nếu bạn đi cùng ông đến một quầy bar nhỏ để uống bia ông nhất định sẽ kiểm soát và đối chiếu hóa đơn rất cẩn thận nếu bạn ngủ qua đêm ở nhà ông ấy, chắc chắn trước khi ngủ, ông ấy sẽ nhắc bạn nhớ tắt điện. Một ông già nghèo khó lại keo kiệt như vậy, bạn có biết trước đó ông đã làm được những việc gì chăng? Trong suốt cuộc đời, ông đã sử dụng số tiền hơn 8 tỷ đô la của mình để làm từ thiện, hỗ trợ giáo dục đại học, y tế, công cộng, nhân quyền và nghiên cứu khoa học vậy ông là ai ông là chuck finney người được coi là cha đẻ của tập đoàn kinh tế được miễn thuế toàn cầu dfs keo kiệt với chính mình hào phóng với mọi người rất thích kiếm tiền nhưng lại không thích tiêu tiền đó là những nét chứng mà người ta thường diễn tả khi nhắc đến con người này dưới đây là một số đóng góp của Chuck Finney trong lĩnh vực từ thiện và hỗ trợ phúc lợi xã hội mà nước Mỹ và cộng đồng quốc tế đều biết tới. Ông là người sáng lập tổ chức quỹ từ thiện Đại Tây Dương, một trong những quỹ từ thiện tư nhân lớn nhất thế giới. Ông đã từng cống hiến cho đại học Cornell 588 triệu đô la, cho Đại học California 125 triệu đô la, cho Đại học Stafford 60 triệu đô la Mỹ. Ông từng bỏ vốn 1 tỷ đô la, sửa đổi và xây mới 7 trường đại học ở New Zealand và hai trường đại học ở Northern Ireland. Ông từng thành lập quỹ từ thiện để phẫu thuật sức môi hở hàm ếch cho trẻ em ở các nước đang phát triển. Khoản tiền lớn nhất mà George Finney từng tặng cho hoạt động từ thiện là 7 triệu đô la. Vào cuối năm 2016, đây cũng là số tiền lớn cuối cùng mà cả đời ông dành dụng được. Một điều đáng khâm phục là hầu hết mọi hoạt động từ thiện của George Finney đều không công bố tên nhà tài trợ George Finney đã nêu lên một tấm gương cho những người giàu có, trong khi hưởng thụ cuộc sống, đồng thời cũng nghĩ cho mọi người. Hai nhà đại tài phiệt của Mỹ là Bill Gates và Warren Buffett đều chịu ảnh hưởng rất lớn từ ông, mà đã thay đổi cách nghĩ và hành động của mình. Về cuối đời, sau khi những việc làm thánh thiện của Chuck Finney được giới truyền thông tiết lộ ra rất nhiều phóng viên muốn tiếp xúc với ông. Trong tâm ai cũng đều có một nghi vấn làm sao Chuck Finney có thể dưỡng dưng trước một gia tài hàng tỷ đô la như vậy. Đối diện trước câu hỏi của các phóng viên, Chuck Finney mỉm cười kể cho mọi người nghe một câu chuyện. Một con hồ ly thấy bồ đào trong vườn kết đầy trái chín, muốn vào trong ăn một chầu no nê nhưng nó mập quá không thể chui vào được thế là ba ngày ba đêm nó không ăn không uống để thân thể gầy xuống cuối cùng cũng chui vào được hồ ly ăn no căng bụng cảm thấy vô cùng thỏa mãn nhưng khi nó muốn rời đi lại không chui ra nổi bất đắc dĩ hồ ly đành phải dở trò cũ lại nhịn ba ngày ba đêm không ăn uống Kết quả là lúc nó đi ra, bụng vẫn giống như lúc đi vào. Nghe xong câu chuyện, các phóng viên đều cười ồ. Còn George Finney thì trầm ngâm kết luận. Người ta đều là trần trụi sinh ra, cuối cùng cũng đơn độc, rời đi. Không ai có thể mang theo tài phú và danh vọng mà bản thân đã đau khổ, giành giật, tranh đấu suốt cả một cuộc đời. Có một ngày nọ, hãng truyền thông lại hỏi Chuck Finney vì sao ông quyên góp hết cả gia tài của mình cho những công việc từ thiện. Chuck Finney cười hiền từ rồi đưa ra một câu trả lời bình dị ngoài sức tưởng tượng của mọi người. Bởi vì tấm vải che tự thi không có túi, sống trong cuộc đời ngắn ngủi này vì bận rộn trong danh lợi mà ta đã bỏ lỡ những chuyện có lý nghĩa trọng đại với sinh mệnh bởi vì mãi miết trong mê đắm công danh lợi lộc mà ta đang dần đánh mất sự thuần khiết của tâm hồn và luôn chất chứa trong lòng những nỗi buồn vô tận vì những truy cầu không với tới nếu như còn có ngày mai mỗi người đều sẽ phải đối mặt với sinh lão bệnh tử liệu ta có thể chắc chắn rằng ngày mai mình vẫn còn nhớ rõ chăng cổ nhân có dạy rằng làm người ăn chẳng cầu no, sống chẳng cầu tiện nghi, sống đạm bạc, cho chí hướng được minh bạch. Con người sống ở thế gian này nhiều lắm, cũng chỉ là mấy mươi năm. Đau khổ, truy cầu, rốt cuộc, lưu lại được điều gì? Chân lợi cũng là thoảng như mây khói. Sinh không mang theo đến, chết không mang theo đi. Sao ta không tùy duyên đối diện sống cuộc đời, nước chảy mây trôi. Con người thường sẽ có rất nhiều dục vọng, tham niệm, tham của cải tiền tài, ham mê sắc dục, ham hưởng thụ, khiến đạo đức ngày nay càng suy đồi. Người ta nhiều tham vọng thì trong lòng sẽ bất an, chỉ khi biết đủ thì con người mới sống được hạnh phúc, mới cảm nhận được vẻ đẹp của vạn vật, trong cuộc đời tránh được tai họa bởi lòng tham mang đến. đời người như con thuyền chở quá nhiều ham muốn hưởng thụ vật chất và hư danh. tuy nhiên muốn qua sông thuyền nhất định phải nhẹ, phải thả xuống những dục vọng dư thừa. Kính thưa quý vị, Nhạc Lão Bồ Đề đến đây xin được tạm ngưng. Mọi liên lạc về chương trình Nhạc Lão Bồ Đề xin gửi email đến nhạc bồ đề 2 at com Tủ Linh xin kính chào quý vị và xin hẹn gặp lại quý vị vào chương trình kỳ tới. Kính thưa quý vị, chương trình VTV đến đây xin tạm ngưng. Chúng tôi sẽ trở lại sau phần thông báo và quảng cáo.